thôi. Cho xí. Cho nửa cho hết. Ôi. Ở phòng mỗi à? À, cho hết luôn. Sang đi, cho thua hết vào đi. Thôi thôi, chết nó. Rồi, chết đâu đi, chết đâu đi. Chín đi. Ủa, nhẹ sướng ác. Chết mày, các bạn nhá. Tập trung đi, cá nhảy đi. Rồi, là nếm to à. Cá này vừa hàm mỏ lắm. Các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Nhịp Sống 26. Mình đây hôm nay trên mình vẫn trời rất là nắng nóng luôn các bạn. Ở nhà không, vừa rồi mình với cả vợ vừa mới đi đánh võ về các bạn. Đây, được một ít cá. Đây, cá rô phi nhỏ. Đây. Rất là vừa ăn cá nhảy luôn. Nên hôm nay mình sẽ làm món cá nhảy. Đấy. Nhiều luôn các bạn. Bên này ông đang thái hạt chuối này. Xong là vợ mình đang rán lạc. Cả cá nướng làm nhân bội đây. Đã xong rồi. Để thái ra mùi ra thơm vẫn như mọi ngày. Rau húng, rau mùi, rau thơm. Hôm nay cá toàn là ăn siêu mili, không ăn con cá to nữa. Bấm cá nhân bội, cá chín. Này mình cho nhiều cá càng ngon. Hòa muối mì chính ạ. Đây là nước măng chua thần thánh. Đấy, cho muối mì. Cho thế chưa? Cho thế thôi không? Chua đấy. Vừa trong quá vừa rồi đấy, đổ thôi. Nhiều quá, nó muối mình chỉ còn ít. Cho nước vào thêm. Cho thêm nước. Đằng nào cũng thiếu nước mà. Chua đủ chưa? Chua này khả năng thiếu. Thiếu cho chứ. Nước còn thiếu nhiều. Ăn cá nhảy mình phải cho nước xiển xịt nó mới ngon cơ. Mẻ cuối. Ủa. Rồi. Vừa tầm. Xịn xịt chưa? Xuống chưa đây? Phải thế này. Như cái kiểu làm canh luôn.
Thế nó ngon chứ. Ăn trời nắng thế này nó mới đủ. Này có quả cà vào, chắc hay hơn. Có mà không? Như có chứ. Bổ mấy quả cà vào. Có. Chuẩn rồi đấy. Thử đi. Thôi bổ cà, quả cà vào nữa không ơi. Đây. Ở đây. Có mà. Mấy quả cà vào. Nhiều. Cho thêm mà mấy quả cà pháo các bạn. Bắt đầu nhé. Không bên sẽ đón nó. Các bạn nhá. Bên sáng đón nó xin đi. Mời anh em nhá. Cái đó. Chiến đấu đâu rồi. Thôi như thế mà nạp cũng còi này. Thế áo già, ó bên cũng sáu sẵn rồi. Nóng hay ăn cá nhảy là nhất rồi nhỉ. Cá nhảy. Ăn được cái sơn mới tới ăn còn. Chạm đi nhỉ. Cá chén đầu chạm đi. Chạm sợ không cạn này. Thôi cho chị nó thôi. Cho luôn đi. Được. Có bạc xí thôi. Có xí. Rồi cho nửa cho hết. Rồi. Ờ phao mọi à? Cho hết luôn này sang đi. Cho xuống hết đi. Cho hết chứ nó. Rồi thêm không hết. Chiến đâu đi, chiến đâu đi. Chiến đi. Ủa, nhẹ sướng ác. Chiến. Rồi mày các bạn nhá. Tập trung đi, cá nhảy đi. Ừ. Rồi là miếng to à. Cá này vừa hàm mỏ lắm. Mấy á. Làm cái nhạc. Mấy em nhá. Đúng ạ. Làm bà cũng ăn cá nhạy. Em ớt tươi à. Rau cỏ à. Đúng ha. Nước sổng trở lại. Không lắm. Vừa. Một cái thật chuông đấy. Đấy. Đây là khổ hết ăn. Ôi dồi. Tên mạnh vào đây không hết rồi nhá. Đây. Cái này làm gì mà không hết. Tầm này. Có thêm một phần nồi. Đã đây có cô vẫn không ạ? Đạo ôn vi khuẩn vi khơi. Nó là hơi vậy. Dính nó mới sướng. Có cá tôm thì vẫn. Có vỏ ăn thế này. Có gì? Mày đưa chén mày. Làm chén nữa đây. Rồi, lên ạ. Cái đồ của mình. Có hai con tướng.
คือไก่ก้อนมันโซนนะนี่คือไก่ก็ยกคือไก่มันน้องไม่ล้าสวงเนี่ยอันใหญ่ใส่มาสก็เยอะมากเออโอ้ยเชียนเดาหมัดมาแล้ววักพีด้วยเนี่ยขาก่อนเยอะเนี่ยไก่ว่าเจอมาเออมันสมัยเงินกว่าไก่ล้ำThank you.
Cố lên đi ơi, gần hết rồi. Tiền đâu đây? Nốt đi. Vẫn ít lắm. Cố nhá, ăn hết đi. Tí múc chia ra nhỉ, không hết đi. Bây giờ mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào các bạn. Chào các bạn nhá.